Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày mùng 7 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hội khuyến học tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018. Hộ gia đình ông Nguyễn Tiến Hậu ở thôn Lê Như Hổ, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên thu trên 10 tấn nhãn quả. Huyện Khoái Châu dẫn đầu tỉnh về số hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Câu lạc bộ nuôi con bằng sữa mẹ thôn Sa Lệ, xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ hoạt động có hiệu quả. Tình trạng lạm dụng thuốc trừ cỏ gây ô nhiễm môi trường ở huyện Phù Cử. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức khai mạc hội thi chủ nhiệm và cơ quan hậu cần kỹ thuật Ban Chỉ huy Quân sự các huyện thành phố, trường quân sự tỉnh, chủ nhiệm và cơ quan hậu cần Trung đoàn 126 năm 2018. Tới dự có đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ tỉnh. Đồng chí Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tham gia hội thi lần này gồm 22 đồng chí là chủ nhiệm hậu cần kỹ thuật và nhân viên quân y của các cơ quan đơn vị. Trong thời gian 3 ngày, các thí sinh tham gia 3 nội dung thi gồm xây dựng văn kiện tác chiến, xây dựng và báo cáo kế hoạch hậu cần kỹ thuật trong tác chiến khu vực phòng thủ, viết bài tự luận về xây dựng hoạt động hậu cần kỹ thuật khu vực phòng thủ tỉnh, khu vực phòng thủ huyện, đảm bảo hậu cần kỹ thuật cho sẵn sàng chiến đấu và hoạt động thường xuyên của đơn vị. Kiểm tra trắc nghiệm nhận thức chung về các nội dung trong các nghị quyết của Đảng, văn bản của Nhà nước và Bộ Quốc phòng về khu vực phòng thủ, điều lệnh quản lý bộ đội, công tác hậu cần và công tác tham mưu các chế độ quy định của ngành hậu cần và phong trào thi đua ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy và các phong trào thi đua thuộc các chuyên ngành hậu cần, kiểm tra bắn súng AK-71. Sáng nay, Hội khuyến học tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác khuyến học 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. 6 tháng đầu năm, các cấp hội khuyến học đã thực hiện nghiêm túc kế hoạch đề ra, từng bước đưa công tác khuyến học khuyến tài hoạt động nền nếp, trong đó đẩy mạnh thực hiện phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng. Đến nay, toàn tỉnh có gần 85.000 gia đình học tập, 550 dòng họ và 90 cộng đồng học tập. Hội khuyến học các cấp còn chủ động vận động các tổ chức cá nhân tham gia ủng hộ quỹ khuyến học, xây dựng trường học, tặng nhiều phần quà cho học sinh, sinh viên, giáo viên. Tiêu biểu như câu lạc bộ doanh nhân Hưng Yên tại thành phố Hồ Chí Minh, nhà khoa Diệp Thành huyện Văn Lâm, công ty vở Quang Huy Hà Nội, công ty Iverpia huyện Yên Mỹ. Trong 6 tháng cuối năm, các cấp hội tập trung thực hiện đề án 281 về phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, xây dựng các mô hình học tập, phát triển hội viên, vận động các nguồn ủng hộ, duy trì quỹ khuyến học. Hơn 28.000 học sinh các cấp của huyện Ân Thi sắp bước vào năm học mới 2018-2019. Hiện ngành giáo dục của huyện đang tích cực chuẩn bị các cơ sở vật chất, đầu tư xây mới, sửa chữa hệ thống trường lớp nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học trên địa bàn. Điển hình trong số đó là trường tiểu học thị trấn Ân Thi và trường tiểu học Đặng Lễ. Đây được coi là hai đơn vị đi đầu trong việc thực hiện hiệu quả mô hình trường học mới, lấy học sinh làm trung tâm. Theo đó, giáo viên quan sát các biểu hiện trong các hoạt động của học sinh để nhận xét sự hình thành và phát triển năng lực. Từ đó, động viên khích lệ giúp học sinh khắc phục khó khăn, phát huy ưu điểm và các năng lực riêng, điều chỉnh hoạt động để tiến bộ. Học sinh cũng được học bằng hình thức tổ chức nhóm đội thổ và thành lập hội đồng tự quản của học sinh nhằm nâng cao tính tự giác và phát huy năng lực cá nhân. Bên cạnh việc trang bị các thiết bị học tập hiện đại như bảng kéo, máy chiếu, màn hình TV, các em học sinh còn được học thêm kỹ năng sống kèm vào buổi 2 của tiết học. Nhờ áp dụng hiệu quả và đồng loạt, năm học 2017-2018, tỷ lệ học sinh có thành tích vượt trội đạt 20% với trên 1.400 học sinh được khen thưởng cuối năm. Càng gần đến năm học mới, thị trường dụng cụ học tập càng trở nên sôi động và bắt đầu vào cao điểm tiêu thụ. Tại các nhà sách trên địa bàn thành phố Hưng Yên, các loại sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 giá bán cơ bản ổn định. Hiện tại, một bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 5 có giá 90-200.000 đồng một bộ, lớp 6 đến lớp 9 giá 160-220.000 đồng một bộ, sách lớp 10 đến 12 giá 230-290.000 đồng một bộ.
Các mặt hàng sách vở, dụng cụ học tập, đặc biệt là hàng sản xuất trong nước đã có nhiều cải tiến về chất lượng, đa dạng về hình thức mẫu mã. Bên cạnh đó, thị trường còn xuất hiện nhiều sản phẩm, đồ dùng học tập kết hợp tính năng thông minh như ba lô chống gù, bàn học thông minh chống cận thị, gù lưng, giấy chống lóa mắt, cặp học sinh siêu nhẹ với mẫu mã phong phú, giá cả hợp lý, dao động từ 170 đến 600.000 đồng. Chương trình thời sự sẽ được chuyển sang những thông tin về kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, với hiệu quả cao từ mô hình nuôi cá sông trong ao, năm 2018, bằng nguồn ngân sách, tỉnh đã hỗ trợ các hộ dân nuôi thủy sản 10 bể nuôi với trị giá 700 triệu đồng. Mô hình nuôi cá theo công nghệ sông trong ao là tạo một dòng sông trong ao tĩnh, dùng máy tạo khí hình thành dòng chảy tuần hoàn để nước luôn lưu chuyển khắp ao. Khi nước chảy liên tục, cá trong bể sẽ hình thành thói quen bơi ngược dòng 24 trên 24 giờ. Đây là điểm khác biệt của mô hình so với phương pháp nuôi truyền thống. Sau khi cho cá ăn, toàn bộ chất thải của cá được hút lên hố trên vườn làm phân hữu cơ cho cây trồng. Do đó, môi trường nước trong ao luôn được giữ trong sạch, cá sinh trưởng nhanh và ổn định. Vì vậy, việc quản lý thức ăn, quản lý môi trường, quản lý sức khỏe cá cũng trở nên dễ dàng hơn. Nuôi thủy sản theo công nghệ này cho hiệu quả năng suất cao hơn 3 lần so với cách nuôi cá truyền thống. Sau thu hoạch cá, cho phép thả con giống nuôi mới ngay mà không cần xử lý đáy ao. Để mô hình đạt hiệu quả cao, các hộ tham gia mô hình được tập huấn kỹ thuật, tham quan mô hình ở một số nơi. Bên cạnh đó, trong suốt quá trình thiết kế, cải tạo ao, xây bể nuôi cũng như lắp đặt trang thiết bị, Chi cục Thủy sản tỉnh đều cử cán bộ kỹ thuật hỗ trợ các hộ dân nhằm đảm bảo đúng quy chuẩn kỹ thuật. Được biết, cùng với hỗ trợ 10 bể nuôi của tỉnh, các hộ đã xây dựng thêm 7 bể nuôi từ nguồn vốn của gia đình. Theo kế hoạch, đến năm 2020, tỉnh sẽ hỗ trợ nông dân 100 bể nuôi cá sông trong ao nước tĩnh. Thời điểm này, nông dân huyện Tiên Lữ đang bước vào mùa thu hoạch nhãn. Năm nay, bà con nông dân phấn khởi bởi nhãn được mùa, năng suất trung bình tăng gấp 2 lần so với năm 2017. Toàn huyện Tiên Lữ hiện trồng 410 hectare nhãn các loại, tập trung nhiều ở các xã Thiện Viễn, Tổ Sĩ, Nhật Tân. Đến nay, toàn huyện đã thu hoạch được trên 1,1 nghìn tấn quả, đạt 30% tổng sản lượng nhãn toàn huyện. Các giống nhãn sớm chủ yếu là nhãn Biển Thiết, nhãn Khoái Châu, nhãn Hưng Yên. Tùy vào từng giống nhãn mà giá bán dao động từ 15 đến 30 nghìn đồng một kg. Các diện tích còn lại đang được bà con tích cực thu hoạch, tránh để quá nước, giảm năng suất, chất lượng quả. Năm nay, ước tính sản lượng nhãn toàn huyện đạt 3.700 tấn quả. Phát huy lợi thế vùng trồng nhãn đặc sản cho giá trị kinh tế cao, gia đình ông Nguyễn Tiến Hậu ở thôn Lê Như Hổ, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên đã trồng gần 10 hectare nhãn, ước vụ này cho sản lượng trên 10 tấn quả. Nhận định thị trường tiêu thụ nhãn ngày một khó khăn do diện tích trồng lớn, bà con lại áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật cho sản lượng cao, nên từ nhiều năm nay, gia đình ông Hậu đã chuyển sang cải tạo và trồng giống nhãn đặc sản Hương Chi, đồng thời chuyển kỹ thuật sang chăm sóc nhãn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Do vậy, nhãn cho mẫu mã đẹp, quả thơm ngọt, đặc biệt là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, được nhiều khách hàng và một số siêu thị đặt thu mua để làm quà. Dự kiến năm nay, gia đình sẽ thu được trên 10 tấn quả. Hiện nay, Hội Nông dân huyện Khoái Châu đứng đầu toàn tỉnh về số hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp với số lượng trên 13.000 hộ, trong đó có từ 20 đến 30% số hộ có thu nhập từ 500 triệu đồng đến trên 1 tỷ đồng mỗi năm. Trong tổng số 13.000 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp của huyện Khoái Châu, có khoảng 80 hộ đạt cấp trung ương, trên 650 hộ đạt cấp tỉnh. Ngoài việc hỗ trợ hội viên tiếp cận và khai thác hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi từ các ngân hàng và quỹ hỗ trợ nông dân các cấp, từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân huyện Khoái Châu đã tổ chức 47 buổi tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 4.000 lượt hội viên tham gia. Trong đó, chú trọng đến việc cung cấp thông tin thị trường và hỗ trợ hội viên tiêu thụ sản phẩm. Các cơ sở hội duy trì và phát triển nhiều mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao như mô hình trồng nghệ ở xã Chí Tân, thanh long ruột đỏ ở xã Nhuế Dương, nhãn Việt Gáp ở xã Hàm Tử. Ngoài ra, các cơ sở hội còn vận động giúp đỡ được 62 hộ khó khăn với khoảng 160 ngày công lao động, trên 4.100 cây con giống và các loại vật tư khác, tổng giá trị gần 100 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, dù đã 86 tuổi, nhưng cụ Vũ Văn Nha, 59 năm tuổi đảng, trú tại thôn Tam Trạch, xã Trung Hòa,
huyện Yên Mỹ vẫn luôn tích cực tham gia xây dựng quê hương bằng nhiều việc làm thiết thực, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Cụ Nha nguyên là cán bộ Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Văn cũ, nay đã nghỉ hưu. Tuy tuổi cao, song cụ vẫn tích cực tham gia đóng góp vào mọi hoạt động của quê hương. Đặc biệt, cụ đã tình nguyện cho địa phương mượn số tiền tiết kiệm của mình để mở rộng và xây dựng con đường làng dài hơn 2 km. Ngoài ra, cụ Nha còn công đức khoảng 300 triệu đồng cho việc làm đường làng ngõ xóm, đình làng, nhà mẫu giáo thôn, chợ thôn. Hiện tại, cụ Nha còn nhận phụng dưỡng một mẹ Việt Nam anh hùng ở xã Trung Hòa mỗi tháng 500.000 đồng. Với những hoạt động rất ý nghĩa của mình, cụ luôn được người dân địa phương kính trọng, con cháu trong gia đình tự hào, noi gương sáng. Nói về cái sự quan tâm đối với gia đình chính sách cũng như là bà cụ Việt Nam anh hùng, là bà cụ thân sinh ra tôi, thì nói chung là cũng không có một cái lời nào để mà nói được cái tấm lòng vàng của gia đình cụ Nha và cùng các con cháu của cụ. Hiện gia đình cụ Nha có gần 40 người gồm con cháu có trình độ đại học và trên đại học. Cụ Nha duy trì quỹ khuyến học của gia đình dòng họ với khoảng 80 triệu đồng. Con em có thành tích trong học tập hàng năm đều được cụ thưởng 1 triệu đồng từ quỹ khuyến học. Sau hơn 3 năm hoạt động hiệu quả, câu lạc bộ nuôi con bằng sữa mẹ thôn Gia Lệ, xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ đã trở thành nơi nhiều phụ huynh chia sẻ những kinh nghiệm chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi, mang lại hiệu quả thiết thực cho các bà mẹ và trẻ em tại địa phương. Nuôi con bằng sữa mẹ, nền tảng của cuộc sống, thông điệp của tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ năm 2018 đã trở thành nội dung chính trong buổi sinh hoạt ngày hôm nay của câu lạc bộ. Đều đặn 3 buổi một tháng, nhóm đã tổ chức sinh hoạt thảo luận về các nội dung như lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ, chế độ dinh dưỡng và cách phòng bệnh suy dinh dưỡng cho trẻ. Những dấu hiệu nhận biết khi trẻ bị suy dinh dưỡng, câu lạc bộ đã góp phần cùng với địa phương giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng. Năm 2016, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể cân nặng là 13,1% và thể thấp còi là 19,3%. Năm 2017, tỷ lệ này đã giảm xuống còn 11,9% ở thể thấp còi và 18,7% ở thể cân nặng, đặc biệt không có trẻ tử vong dưới 5 tuổi. Hiện nay, hơn 30 thành viên của câu lạc bộ không chỉ là các chị, các mẹ mà còn có các bà là những người trực tiếp chăm sóc trẻ nhỏ tại gia đình. Từ những ngày đầu mới triển khai, hoạt động của câu lạc bộ ít được mọi người chú ý, nhưng qua công tác truyền thông và được sự tư vấn của cán bộ y tế địa phương, nhiều bà mẹ đã thay đổi nhận thức, thấy đây là việc làm có ý nghĩa và đem lại hiệu quả cho con em nên đã nhiệt tình tham gia. Được coi là một trong những đơn vị mạnh trong các phong trào thể thao quần chúng, đặc biệt là môn bóng đá. Những năm gần đây, các giải bóng đá phong trào đã thu hút không chỉ đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, mà còn nhận được sự quan tâm chú ý của người dân địa phương. Với cách làm và tổ chức sáng tạo quy mô, huyện đoàn Văn Giang đã xã hội hóa hầu hết các giải đấu thể thao từ cấp cơ sở đến cấp huyện nhằm tăng sức hút và tạo động lực cho các đoàn viên thanh niên tham gia. Đặc biệt, giải bóng đá thanh niên huyện Văn Giang được tổ chức định kỳ hàng năm đã thu hút hàng trăm đoàn viên thanh niên tham gia với mức xã hội hóa hàng trăm triệu đồng. Năm nay, giải bóng đá thanh niên huyện Văn Giang lần thứ 3 tranh cúp Gỗ Minh Long năm 2018 đã khai mạc và khởi tranh từ ngày 5 tháng 8 tại hai sân chính là BVF và sân Lạch Ốc, xã Long Hưng. Tham gia giải có 14 đội, trong đó có 12 đội của 12 thôn trong huyện và đội công an huyện cùng đội thuộc nhà tài trợ Minh Long. Giải đấu kéo dài từ ngày 5 tháng 8 đến ngày 26 tháng 8. Đây được coi là những hoạt động phong trào tạo bước đệm nhằm tìm kiếm và phát hiện ra những tài năng trong môn bóng đá, đồng thời giữ vững thành tích vô địch bóng đá tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh mà huyện Văn Giang đã giành được. Vào mùa mưa, nhiều hộ gia đình nuôi trồng thủy sản gặp nhiều vấn đề khó khăn trong việc bảo vệ và chăm sóc thủy sản. Do thời tiết thay đổi thất thường, mầm bệnh có cơ hội lây lan và xâm nhập gây khó khăn cho sự sinh trưởng và phát triển của thủy sản. Trước mùa mưa bão, bà con dùng vôi bột rải xung quanh bờ ao để hạn chế phèn từ bờ trôi xuống ao với liều lượng 10 kg trên 100 mét vuông. Đồng thời định kỳ dùng vôi hòa nước tạt đều khắp ao với liều lượng từ 1 đến 3 kg trên 100 mét vuông mặt nước. Dùng gieo và một số loại vi sinh đáy để hấp thụ hết khí độc dưới đáy ao.
trong quá trình lưu giữ cá trong mùa mưa lũ, bà con cần cho cá ăn thức ăn giàu đạm và bổ sung vitamin C, men tiêu hóa để giúp cá tăng sức đề kháng, tăng cường tiêu hóa và bảo vệ đường ruột. Khi cho cá ăn, cần chọn thời điểm tạnh mưa. Trước khi cho ăn, cần bật máy guồng tăng cường oxy cho ao nuôi trước 1 giờ. Sau mỗi đợt mưa bão, cần tiến hành thu dọn kịp thời cành lá cây trong ao, đồng thời tiến hành kiểm tra chất lượng nước trong ao nuôi để có các biện pháp điều chỉnh phù hợp. Hạn chế thay nước cho ao nuôi thủy sản trong thời điểm nước dâng đầu mùa và nước rút cuối mùa, do lúc này nguồn nước thường bị ô nhiễm từ nước sinh hoạt, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên ruộng xả xuống ao hồ. Về cách sử dụng thì bà con chuẩn bị một cái thau và đưa nước vào, sau đó là đưa vitamin hòa vitamin C cộng men tiêu hóa vào mà đưa cám vào, bà con hòa cho tan ra để cho cám hút hết cái thuốc vào bên trong. Bà con để tầm khoảng 15 20 phút, sau đó là bà con dùng dầu gan mực hoặc là dầu ăn để bao thức ăn, tránh cho thuốc tan ra ngoài không chứa nước, sau đó là bà con tiến hành cho ăn. Thì cho ăn thì bà con lưu ý là đối với mùa mưa bão thì bà con giảm lượng cho ăn là so với không mưa bão là tầm khoảng 30 đến 50%. Hiện nay một số bà con nông dân huyện Phù Cừ sử dụng thuốc diệt cỏ tràn lan, gây ra những hậu quả khôn lường cho sức khỏe con người và môi trường sinh thái. Hình ảnh cỏ cháy do sử dụng thuốc diệt cỏ xuất hiện ở khắp các cánh đồng ở huyện Phù Cừ. Thay vì làm cỏ thủ công, người nông dân đã mua thuốc diệt cỏ Paraquat. Chỉ cần lượng nhỏ và sau vài tiếng, cỏ đã cháy hàng loạt. Việc làm này không chỉ hủy diệt các sinh vật có lợi trong đất mà còn gây ra tình trạng bạc màu. Sau khi phun thuốc, trừ một lượng nhỏ được cây cỏ hấp thụ, còn lại sẽ hòa tan trong nước và ngấm vào đất, là chất độc nguy hiểm với sức khỏe con người. Từ năm 2017, thuốc diệt cỏ có chứa hoạt chất Paraquat đã bị loại khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Đến năm 2019, sẽ bị cấm mua bán và sử dụng. Thưa quý vị và bà con, cam là loại cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên đây lại là cây trồng khó tính do cam thường dễ nhiễm các loại sâu bệnh như bệnh vàng lá thối rễ và nhất là bị nứt quả trong thời kỳ phát triển. Nếu không có biện pháp phòng trừ kịp thời sẽ làm giảm hiệu quả kinh tế khi thu hoạch. Nứt quả cam thường xảy ra vào thời điểm quả đang phát triển mạnh từ tháng 6 đến tháng 8. Nếu không có biện pháp kỹ thuật chăm sóc phù hợp, sẽ làm cho cây phát triển chậm, tình trạng thiếu và thừa, mất cân bằng dinh dưỡng trong cây là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng nứt quả. Trong cái điều kiện mà khô hạn, nếu như gặp cái lượng mưa, lượng nước một cách đột ngột, ngoài ra thì những cái vấn đề như là sâu hoặc bệnh, đây chính là những cái mà gây hại ở trên vỏ của cả quả cam. Khi mà quả cam phát triển với một tốc độ nhanh, đang lớn mạnh và làm cho vỏ quả bị nứt. Để hạn chế hiện tượng trên, bà con nên lựa chọn phân có nguồn gốc hữu cơ như phân hữu cơ ủ hoai mục có trộn đều với lân, đậu tương đã nghiền sẽ có tác dụng làm cho đất tơi xốp, thoáng khí, dầu mùn, hạn chế nấm bệnh phát triển gây hại bộ rễ, hạn chế sâu bệnh, chất lượng quả cũng tăng, đặc biệt là độ ngọt và độ bền của cây. Lưu ý bà con là chúng ta nên sử dụng những cái loại, những cái sản phẩm ở dạng hữu cơ thì sẽ có cái hiệu quả cao hơn và không hề làm ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây, hạn chế được tối đa cái việc nứt quả, như là sản phẩm Silimac. Silimac là sản phẩm có chứa canxi, silic, kali ở dạng hữu cơ, nhanh chóng hấp thụ vào cây và giúp cho cây phát triển một cách khỏe mạnh, hạn chế hiện tượng nứt vỏ quả. Bên cạnh các biện pháp trên, bà con nên bón phân trường hoai mục và cần tiến hành các biện pháp phòng trừ dịch bệnh. Trong đó, cần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật một cách hợp lý, kịp thời và không quá lạm dụng. Bên cạnh đó, cần loại bỏ những cành vô hiệu trong thời kỳ cây đang mang quả. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Công ty Toto Việt Nam nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo việc làm cho trên 1.000 lao động. Hội phụ nữ xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ học tập và làm theo gương Bác.
trường mầm non Nguyễn Văn Linh, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, xã hội hóa xây dựng cơ sở vật chất. Kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.